Xin chào tất cả các em. Kỳ thi kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 sắp tới rồi. Hôm nay cô làm clip này để cùng ôn tập với các em để chúng ta có một kết quả thật tốt vào kỳ thi các em nhé. Và sau đây là nội dung ôn tập. Nội dung kiểm tra của chúng ta từ tuần 1 đến tuần 8. Thời gian kiểm tra là tuần 9. Thời gian làm bài kiểm tra là 90 phút. Và sau đây là cấu trúc đề kiểm tra giữa học kỳ 2. Trắc nghiệm 12 câu, 3 điểm. Tự luận 5 bài, 7 điểm. Đối với phần tự luận, hãy chú ý những nội dung sau. Bài 1. Giá trị hàm số. Bài 2. Đồ thị hàm số. Bài 3. Toán thực tế về hàm số. Bài 4. Toán thực tế về đường trung bình. Thales. Bài 5. Hình học truyền thống. Bài 1. Giá trị của hàm số. Cho hàm số y bằng fx bằng trừ 2x cộng 1. Câu A. Tính S10, S-10. Câu B, lập bảng giá trị của hàm số với x lần lượt bằng trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2. Để tính S10, S-10, chúng ta lần lượt thay 10 và trừ 10 vào chữ x trong công thức. Thay x bằng 10 vào fx, ta có f10 bằng trừ 2 nhân 10 cộng 1 bằng trừ 19. Tương tự, ta thay x bằng trừ 10 vào fx, ta có f trừ 10 bằng trừ 2 nhân trừ 10 cộng 1 bằng 21. Đối với câu B các em, thì các em cứ lần lượt thay x bằng trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2 vào chữ x trong công thức, ta lập được bảng như sau. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Bài 2. Đồ thị của hàm số bậc nhất. Câu A. Vẽ đồ thị hàm số sau, y bằng 2x trừ 4. Đầu tiên, ta lập một cái bảng giá trị. Tại x bằng 0, chúng ta tính được y tương ứng bằng trừ 4. Tại x bằng 2, ta tính được y tương ứng bằng 0. Chúng ta vẽ mặt phẳng tọa độ OXY. Sau đó, chúng ta xác định tọa độ điểm đầu tiên trên mặt phẳng tọa độ OXY này. Điểm 0, trừ 4, ta vẽ chính là điểm M. Và cái điểm có tọa độ 2, 0 chính là điểm N. Ta vẽ một đường thẳng đi qua điểm M và N. Đây chính là đồ thị của hàm số y bằng 2x trừ 4. Tìm hệ số A, biết rằng đồ thị của hàm số y bằng ax cộng 5 đi qua điểm M có tọa độ trừ 2, 1. Chúng ta thấy là đồ thị hàm số y bằng ax cộng 5 nó đi qua điểm M. Điểm M này có hoành độ bằng trừ 2. Tức là x bằng trừ 2, tung độ bằng 1, tức là y bằng 1. Ta thay x bằng trừ 2, y bằng 1 vào trong công thức y bằng ax cộng 5. Ta được 1 bằng trừ 2 nhân a cộng 5. Ta giải được a bằng 2. Ta có thể thay a này vào trong công thức của đề bài. Ta được y bằng 2x cộng 5. Bài 3. Toán thực tế đại số. Để đổi nhiệt độ từ độ S sang độ C, ta dùng công thức C bằng 5/9 mở ngoặc S trừ 32 đóng ngoặc. Hỏi 32 độ S bằng bao nhiêu độ C? Vậy thì số 32 này chính là giá trị của S trong công thức. Ta thay S bằng 32 vào trong công thức, ta được
Ta tính được C bằng 0. Vậy 32 độ S bằng 0 độ C. Hỏi 100 độ C bằng bao nhiêu độ S? Vậy thì số 100 này chính là giá trị của C trong công thức. Tương tự như thế, ta thay C bằng 100 vào công thức ta được 100 bằng 5 phần 9 của S trừ 32. Ta giải ra, ta được S bằng 212. Ta kết luận, vậy 100 độ C bằng 212 độ S. Cô có một bài toán thực tế như sau. Giữa hai điểm B và C có chướng ngại vật. Biết đoạn DE bằng 50m. Ta có thể tính được khoảng cách giữa hai điểm B và C không? Chúng ta quan sát hình xem. Hình này có gì đặc biệt? Chúng ta nhận thấy có tam giác ABC. D là trung điểm của AB, vì chúng ta thấy AD nó bằng DB phải không nào? E là trung điểm của AC, do AE bằng với EC. Vậy bạn nào có thể tính cho cô được đoạn DC? Chúng ta vận dụng kiến thức gì để chúng ta giải? Đó chính là tính chất đường trung bình của tam giác, phải không em? Như cô nói hồi nãy, tam giác ABC có D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Do đó đoạn DE là đường trung bình của tam giác ABC. Từ đó suy ra DE song song BC và DE bằng một nửa BC. Từ đây chúng ta tính được BC bằng 2 lần DE. Ta thế vào là 2 nhân 50 bằng 100m. Vậy khoảng cách giữa hai điểm B và C là 100m. Câu B. Dựa vào hình minh họa, tính chiều cao cột cờ. Các em nhận thấy DE song song với AB do cùng vuông góc với AC. Từ đây, dựa vào hệ quả Thales, ta có được CD trên CA bằng DE trên AB bằng CE trên CB. Chúng ta quan sát CE và CB không có giá trị, nên chúng ta sẽ không sử dụng tỷ số này. Ta cho nó vào ngoặc. Phần còn lại ta thay vào nha các em. CD bằng 7. Còn đối với đoạn CA là 7 cộng 12. DE đi tìm ta viết lại và AB bằng 15. Từ đó ta dựng đến DE bằng 7 nhân 15 chia cho 19 gần bằng 5,5 m. Vậy chiều cao cột cờ khoảng 5,5 m. Bài 5. Hình học truyền thống. Cho tam giác ABC có AB ngắn hơn AC, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Câu A chứng minh tứ giác BDEC là hình hàng. Câu B, DE cắt AH tại O, CO cắt HE tại Y, chứng minh OI trên IC bằng 1/2. Câu C, trên AE lấy một cái điểm K sao cho EK bằng 1/3 AE, chứng minh IK song song AH. Chúng ta vẽ hình ra các em ha, và cùng làm câu A. Để chứng minh tứ giác BDEC là hình thang, chúng ta sẽ chứng minh tứ giác này có hai cạnh đối song song. Em hãy nhìn hình xem. Chúng ta sẽ chứng minh hai cạnh đối nào song song các em? Chính là DE và BC. Xét tam giác ABC, ta có điểm D là trung điểm của AB và E là trung điểm của AC. Từ đây chúng ta có được DE là đường trung bình của tam giác ABC. Suy ra DE song song BC và độ dài DE bằng một nửa BC. Vì DE song song với BC, chúng ta suy ra được BDEC là hình thang. Chúng ta kết thúc chứng minh của câu A. Chúng ta vẽ tiếp hình nha các em. AH cắt DE tại O, HE cắt OC tại Y. Chứng minh OI trên IC bằng 1/2.
Chúng ta quan sát đoạn thẳng OC. Với yêu cầu của đề bài, các em nhìn kỹ đi nha. Có phải từ Y đến O chiếm 1 phần và từ Y đến C chiếm 2 phần không? Như vậy, đoạn thẳng OC được chia làm 3 phần bằng nhau. Từ Y đến O chiếm 1 phần, từ Y đến C chiếm 2 phần. Làm chúng ta gợi nhớ đến kiến thức trọng tâm trong một tam giác. Như vậy, cô nghĩ đến chuyện chứng minh Y là trọng tâm tam giác AHC. Để chứng minh Y là trọng tâm tam giác AHC, cô chứng minh Y là giao điểm của hai đường trung tuyến trong tam giác. Trong tam giác AHC, chúng ta thấy E là trung điểm AC, do đó HE là đường trung tuyến thứ nhất. Chúng ta chỉ cần chứng minh CO là đường trung tuyến thứ hai là xong. Vậy làm sao chứng minh CO là đường trung tuyến thứ hai? Chúng ta sẽ chứng minh O là trung điểm AH. Và chúng ta chứng minh như sau. Trong tam giác ABH, chúng ta có D là trung điểm của AB, DO song song với BC, do DE song song BC. Từ đây chúng ta chứng minh được O là trung điểm của AH. Như thế, ta có được CO là đường trung tuyến thứ hai trong tam giác AHC các em. Xét tam giác AHC có CO là đường trung tuyến thứ nhất do O là trung điểm AH, HE là đường trung tuyến thứ hai do E là trung điểm AC, CO cắt HE tại Y dẫn đến Y là trọng tâm tam giác AHC, dẫn đến IC bằng 2IO hay OI trên IC bằng 1/2. Kết thúc chứng minh ở đây. Câu C. Trên AE chúng ta lấy điểm K sao cho EK bằng 1/3 AE. Chứng minh IK song song AH. Chúng ta quan sát tam giác AEH. Chúng ta có EK bằng 1/3 AE. Như thế, ta chỉ cần EI bằng 1/3 EH nữa, thì theo định lý Thales đảo, ta có được IK song song AH. Vậy thì làm sao chứng minh EI bằng 1/3 EH? Chúng ta hãy quan sát tam giác AHC các em. Hồi nãy ở câu B, ta đã chứng minh được Y là trọng tâm của tam giác AHC. Do đó, ta có được EI trên EH bằng 1/3. Kết hợp với EK trên AE bằng 1/3. Do đề cho EK bằng 1/3 AE. Từ đây, chúng ta suy ra được EK trên AE bằng EI trên EH do cùng bằng 1/3. Theo định lý Thales đảo, ta có được IK song song AH. Chúng ta kết thúc cái bài số 5 ở đây nha. Chúng ta kết thúc clip ôn tập tại đây. Các em hãy ôn tập thật tốt để có kết quả thật là cao trong kỳ thi giữa học kỳ 2 này các em nhé.